Quế ơi, chị Hằng nhá, vừa đi dạo chơi chung quanh của trường mầm non Hà Thắng, Quế biết điều gì xảy ra không? Chị Hằng ơi, từ nãy đến giờ là Quế cứ mải mê ngắm nhìn các tài năng của trường mầm non Hà Thắng. Các bé ấy quá chi là tài năng chị Hằng ạ. Và Quế còn có một nguyện ước của mình cơ. Chị Hằng về xin Ngọc Hoàng cho Quế xuống học của trường mầm non Hà Thắng đi. Điều đấy á, chị Hằng phải chờ xem thái độ của Quế như thế nào đã. Bây giờ nhá, chị Hằng bảo Quế nhá, vừa rồi nhá, chị đi dạo quanh đây và chị còn thấy một lễ hội hóa trang ở trường mầm non Hà Thắng cơ. Lễ hội hóa trang là lễ hội gì vậy? Quế ơi, đó là các thành viên của trường mầm non Hà Thắng hóa trang thành những nhân vật cực kỳ hay, cực kỳ ấn tượng. Và mà chị Hằng nghĩ là chắc chắn Quế và mọi người sẽ không thể nào đoán ra được đâu. Vậy thì chị Hằng và Quế cùng với quý vị khán giả cùng xem là có đoán được ra đó là điều bí mật gì không nhá. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục nhảy do các thành viên của trường mầm non Hà Thắng biểu diễn ạ. Những tràng pháo tay thật lớn của quý vị đâu ạ? Vâng, xin mời lên trên sân khấu nhóm nhảy của trường mầm non Hà Thắng ạ. Xin mời. Vâng, không biết đó là các nhân vật nào và chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát. Những cánh tay của chúng mình đâu ạ? Quý vị chưa vỗ tay thì chương trình của chúng ta và các thành viên chưa xuất hiện ạ. On the stage, nah, 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 nah. I'm the biggest hit. I'm the
biggest hit. I'm the biggest hit on the stage. Ever.